sẽ bỏ lỡ cơ hội này niệm phật suốt đời tới một niệm cuối cùng trong lòng có vướng mắt thì hỏng rồi những chuyện như vậy chúng tôi đã đích thân trông thấy tiếp đó là nêu tỷ dụ như thượng Thuyết Ác Nghịch chi nhân Đó là kẻ ngủ nghịch Thập ác Thập thanh niệm Phật Kẻ ấy chỉ niệm 10 tiếng Để nhất thanh thị sơ niệm để thập thành tắc mạng chung Vẫn coi như là tùng sơ phát tâm trực chí mạng chung quân tại trì danh Người ấy phước báo quá to Cả đời làm ác Lâm chung gặp được bạn lành Dẫn giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới vốn phải đọa là A tỳ địa ngục Quý vị thấy Đã đưa kẻ đó từ A tỳ địa ngục Đến thế giới cực lạc làm Phật Với lẽ người ấy phù hợp tông chỉ nhất hướng niệm Phật Quá thù thẳng Chúng ta chớ nên không hiểu điều này Chuyện này là có Rất khó có Rất hy hữu Nhưng người niệm Phật chúng ta nhất thiết chớ nên có tâm lý cầu may Hiện thời ta làm một ít chuyện xấu Vẫn chẳng sao Khi làm chung ta còn có cách Ta vẫn trở tay kịp Nghĩ như vậy là sai rồi Khởi lên ý niệm ấy chính là ác niệm khôn sánh Toàn kim kẻ hở Trong bổ nguyện của A-di-đà Phật Đây là điều quá đáng ghét chắc chắn chẳng thể nào chấp nhận được do vậy chúng ta chớ nên không biết chuyện này con người phải thật thà phải thành khẩn chớ nên có một ác niệm có ác niệm tức là bất hảo mất rồi phản chi như hữu nhân niệm phật sổ thập niên hoặc ư tối hậu giai đoạn Kinh thị trì danh Nhi cải hành tha pháp Hoặc ư lâm chung bất hân cực lạc Nhi luyến thế gian Dị năng niệm Phật Thị tắc bất danh nhất hướng chuyên niệm Chuyện này chúng tôi cũng thấy rất nhiều Quá thật Không chỉ có bà còn rất nhiều Tới lúc làm chung người ấy lưu luyến thế giới này Lưu luyến lớn nhất là tình cảm đối với người thân Đó là tập khí nặng nhất Vì vậy Trong sách Đức Chung Tu Trì Cổ Đức Đã Bảo Nhằm tiễn người ấy đi giảng sanh khi tử người ấy sắp giảng sanh trong chốc lát Tốt nhất là đừng để người ấy thấy mặt người nhà Quyến thuộc con cái Vì sao? Trông thấy sẽ động tâm Hệ động tâm sẽ hỏng chuyện Vì thế hãy để cho bạn bè trong nhà Phật Đồng tu niệm Phật tới chăm sóc người ấy để người ấy giảng sanh sau khi người ấy giảng sanh Người nhà quyến thuộc mới có thể tiến vào Hơn nữa thường là 8 tiếng đồng hồ Sau khi người ấy đã tắt hơi Người nhà quyến thuộc mới được bước vào Vì sợ nhiễu loạn Trong khi thần thức người ấy đang rời khỏi thân xác Người thật sự giảng sanh hệ tắt hơi bèn ra đi Giảng sanh nhanh chóng có người nhờ vào trợ niệm Tuy tắt hơi nhưng hoàn toàn chẳng đi Linh hồn vẫn còn quanh vận bên thân thể Lúc ấy công đức niệm Phật vô cùng thù thắng Khiến cho người ấy nghe mỗi âm thanh đều là Phật hiệu Cuối cùng cũng theo Phật hiệu ra đi thì tốt lắm phải biết niệm phật đưa thần thức của người đã mất đi giảng sanh rất nhiều đúng là có nhiều người giảng sanh nhờ vào trợ niệm vì thế trợ niệm phải đúng pháp nếu chẳng đúng pháp sẽ bị